Độ nhây trên mạng xã hội đố ai bằng Trấn Thành và Harry Won. Cặp đôi luôn khiến khán giả bật cười trong mỗi lần chia sẻ hình ảnh khi liên tục dìm hàng nhau hay những người bạn thân. Từ khi yêu nhau đến khi kết hôn, Trấn Thành và Harry Won luôn là cặp đôi được khán giả quan tâm đặc biệt. Trong những dịp chia sẻ với báo chí, giới truyền thông hay trên mạng xã hội, Trấn Thành và Harry đều dành những lời có cánh cho nhau và dĩ nhiên không thiếu những dòng tâm sự chân tình trong khoảng thời gian vừa qua sóng gió để đến bên nhau và cùng xây dựng tổ ấm. Vừa qua, cặp đôi cũng đã có dịp mừng lễ tình nhân ấm áp bên nhau với những món quà ý nghĩa cùng nhiều lời chúc đến từ khán giả, người hâm mộ. Với sự hòa hợp trong tính cách vui vẻ, tương tưởng, Trấn Thành và Harry không chỉ mang đến tiếng cười cho khán giả trên sân khấu truyền hình, mà ngay cả đời thường, so với độ nhây trên mạng xã hội thì thật khó ai có thể vượt qua cặp đôi này. Nhân dịp đầu năm mới, Trấn Thành và Harry Won có những lời chúc đến khán giả. Cặp đôi sử dụng một ứng dụng điện thoại để quay clip khiến khán giả không thể nhịn cười. Đoạn clip thu hút hàng triệu lượt xem khi được chia sẻ trên mạng xã hội. Dường như Trấn Thành và Harry Won chưa bao giờ ngại làm mặt xấu và chia sẻ những khoảnh khắc vui với khán giả. Ngay cả khi nghiêm túc nhất, đôi vợ chồng son cũng khiến khán giả bật cười. Trong loạt ảnh cưới chụp ở Paris, Trấn Thành và Harry Won vẫn nhí nhố đến mức khó tin. Không chỉ dừng lại ở việc dìm hàng lẫn nhau, Trấn Thành cũng hay hại bạn bè và chia sẻ ảnh lên mạng xã hội khiến fan cười ngất. Bấy nhiêu đủ để thấy so về độ hài hước và nhây thì khó ai có thể vượt mặt cặp đôi này. Ở Mỹ, Trấn Thành vẫn chuẩn bị quà Valentine độc khiến Harry Won khóc nức nở. Kể từ khi yêu và cưới Trấn Thành, Harry Won chịu không ít áp lực thị phi, nhưng trên hết cô vẫn là người phụ nữ may mắn vì nhận được sự quan tâm, chăm sóc cực chu đáo của ông xã. Do Valentine năm nay trùng với lịch lưu diễn tại Mỹ của Trấn Thành nên anh đã không thể ở bên cạnh bà xã trong dịp đặc biệt này. Trước đó từ Mỹ, Trấn Thành đã gửi những lời chúc ngọt ngào nhất đến với người bạn đời của anh trên trang cá nhân. Valentine bà xã, dành cho em những yêu thương nồng nàn nhất của anh nhé. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh như một món quà. Mãi yêu em, Happy Valentine bà xã. Dòng chạng sái ngọt liệm Trấn Thành gửi đến Harry Won nhưng ngày lễ tình nhân cứ tưởng đã thay cho tất cả. Và Harry cũng sẵn sàng cho một ngày Valentine không có chồng bên cạnh. Dù vậy, cô nàng cũng cảm thấy khá cô đơn và không ít hụt hẫng. Tuy nhiên, Harry Won đã vô cùng bất ngờ và bật khóc nức nở vì những điều Trấn Thành đã làm cho cô. Dù là Valentine muộn, Harry Won đăng tải những hình ảnh về ngày Valentine muộn cùng lời chia sẻ. Valentine muộn, Harry cũng có quà, chồng tạo bất ngờ, đi diễn xa về cái rất nhiều gấu bông cầm giấy Momo chào đón mình. Và nhận xong khóc quá trời, cảm động ghê, cảm ơn chồng nhé. Vốn là một trong nhiều sao nam Việt ngọt ngào lãng mạn bậc nhất showbiz, Trấn Thành đã bí mật dàn dựng một món quà đặc biệt dành cho bà xã Harry. Trấn Thành đã khiến ngày đặc biệt này thêm ấm áp, không để Harry cảm thấy cô đơn, dẫu phải đón lễ tình nhân một mình. Chính sự chu đáo và khéo léo ấy của Trấn Thành khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Sau khi lấy chồng, Harry Won bất ngờ bị mẹ ruột không cho vào nhà. Nữ ca sĩ gốc Hàn còn cho biết chắc cô phải đi kiểm tra lại xem mình có phải con ruột của mẹ hay không. Mới đây trên trang cá nhân, bà xã Trấn Thành vừa bất ngờ tiết lộ cô đã bị mẹ ruột mời ra khỏi nhà khi đến nhà thăm vào hôm qua. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng khi hay tin mẹ về Việt Nam, dù trời khuya cô cũng thu xếp công việc để về nhà thăm mẹ trước rồi mới về lại nhà chồng. Tuy nhiên khi đến nơi, Harry Won đã bị sốc nặng trước phản ứng bất ngờ của mẹ ruột. Cụ thể mẹ Harry đã hỏi cô về đây làm gì và nhanh chóng mời Harry rời khỏi nhà. Trưa hôm qua tôi đã về nên trước đó tôi đi Đà Lạt xong, cũng khuya nên đến nhà tôi trước để chào mừng mẹ đã về. Câu đầu tiên của mẹ gặp tôi là, ủa sao con không đi về nhà con mà đến nhà mẹ chi dạ, con mau mau về những nơi thuộc về con đi. Bà xã Trấn Thành kể lại sự việc trên trang cá nhân. Phản ứng của mẹ đã khiến Harry Won bị sốc và cảm thấy hoài nghi về xuất thân của mình. Cô viết, dạ chắc tôi phải đi bệnh viện khám máu có phải mẹ ruột tôi hay không quá. Mẫu đối thoại dí dỏm của mẹ con Harry Won khiến người hâm mộ thích thú. Nhiều khán giả còn bình luận trêu Harry rằng mẹ chị trẻ trung và hài hước quá, hay có thể mẹ chị đã ngán ở cùng chị rồi nên bị đuổi về nhà chồng cũng đúng. Tâm lý của mấy bà mẹ có con gái đi lấy chồng là vậy. Được biết sau đám cưới của con gái, mẹ Harry đã quay về Hàn Quốc để thu xếp công việc và trở về Việt Nam.
Sau khi lập gia đình, Harry Won đã về sống bên nhà chồng tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, cô ở cùng mẹ ruột và hai người em ở nhà riêng thuộc quận Phú Nhuận. Valentine Trấn Thành tặng Harry Won quà gì? Harry Won bất ngờ chia sẻ về món quà mà cô nhận được từ Trấn Thành trong ngày Valentine. Ngày lễ tình yêu Valentine 14 tháng 2 là sự kiện nhận được nhiều mong chờ, háo hức về cách bày tỏ tình yêu của con người với biên độ được mở rộng để không chỉ là ngày thuộc về tình yêu đôi lứa. Harry Won bất ngờ chia sẻ về món quà mà cô nhận được từ Trấn Thành trong ngày Valentine. Harry cho biết, năm ngoái Trấn Thành đã tặng mình một bài hát tiếng Hàn khiến cô quá bất ngờ. Anh ấy bảo là lần đầu tiên lên sân khấu hát tặng cho người yêu nghe, Harry chia sẻ. Được biết, ngày Valentine năm nay, Trấn Thành đang đi diễn ở xa. Chính vì thế, món quà Valentine năm nay Trấn Thành dành cho cô khá đơn giản. Năm trước là mới yêu, năm nay là vợ chồng. Anh nói anh đang về với mình, mong là trước khi Harry đi lưu diễn gặp nhau và được hôn cái. Trong khi đó, Trấn Thành cũng đã dành cho Harry Won những lời lẽ ngọt ngào trong ngày lễ tình nhân. Valentine xa, dành cho em những lời yêu thương nồng nàn nhất của anh nhé. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh như một món quà. Mãi yêu em. Happy Valentine bà xã. Lương Thế Thành, nhìn vợ cười tôi mong cuộc sống yên bình này kéo dài đến suốt đời. Ở bên Thúy Diệm rất bình yên, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng. Như thế chỉ cần được ở cùng nhau, cả hai có thể đổi thay được thế giới vậy. Chàng diễn viên điển trai Lương Thế Thành chia sẻ. Chào Lương Thế Thành, cuộc sống của anh kể từ khi kết hôn với Thúy Diễm đã thay đổi như thế nào? Tính đến giờ đã hơn nửa năm từ ngày tôi và Thúy Diễm về chung một nhà. Không chỉ tôi mà cả bà xã vẫn luôn tìm thấy những điều thú vị mỗi ngày. Có gia đình nhỏ thực sự, tôi cảm nhận được sự yên bình ấm cúng. Mỗi ngày của chúng tôi đều là những chuỗi ngày vui vẻ. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ, chăm sóc kỹ càng hơn. Khi có một người vợ xinh đẹp hết mực yêu thương mình, chờ đợi ở nhà, dù đi xa ra ngoài làm việc gì, tôi cũng muốn nhanh chóng hoàn thành và trở về tổ ấm của mình. Đây là cảm giác ấm áp mà khi độc thân tôi không có được. Ở bên Thúy Diễm rất bình yên, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hẳn. Như thế chỉ cần được ở cùng nhau, cả hai có thể đổi thay được thế giới vậy. Tôi cảm thấy mình thật sự có phúc lắm mới lấy được Thúy Diễm làm vợ. Điều gì khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh Thúy Diễm? Một thời gian tạm biệt cuộc sống độc thân, tôi không cảm nhận hôn nhân quá ghê gớm, đáng sợ như nhiều người vẫn nói. Những trục trặc khó khăn, lo lắng cho cơm áo gạo tiền sẽ khiến con người ta mất đi sự kết nối. Vợ chồng tôi may mắn khi hoàn toàn không lo lắng về những điều đó. Điều kỳ lạ nhưng tôi lại cho đó là sự may mắn. Dù là đã là vợ chồng, nhưng tôi và Thúy Diễm cứ như những người mới quen nhau, không gò bó ràng buộc mà luôn vui vẻ. Những lúc cả nhà vui, nhìn vợ cười thả ga, tôi lại mong ước cuộc sống yên bình này cứ kéo dài đến suốt đời, đừng có cơn giông tố nào xảy đến. Với anh, Thúy Diễm ở thời điểm là người yêu và khi là vợ có khác nhau không? Khi là người yêu đến khi là vợ thì tất nhiên tính cách cũng có phần thay đổi. Lúc mới quen nhau, tôi ấn tượng với vợ bởi Thúy Diễm là cô gái hồn nhiên, vui vẻ và lúc nào cũng hòa đồng với tất cả mọi người, dù trong công việc hay trong cuộc sống. Thời điểm đó, Thúy Diễm khá rụt rè ít nói. Thế nhưng khi về làm vợ rồi, cô ấy bắt đầu nói nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, chăm sóc nhiều hơn và nhất là càm ràm nhiều hơn. Anh thấy mình đã học được gì khi bước vào cuộc sống hôn nhân? Từ ngày được thăng chức là chồng và sẽ là cha trong tương lai, tôi ý thức được mình có một gia đình để chăm lo, bảo vệ, nên càng có mục đích và động lực để phấn đấu hơn trong sự nghiệp. Anh và vợ ai là người quản lý việc chi tiêu trong gia đình? Thúy Diễm là người biết tính toán cẩn thận hơn trong việc tiết kiệm tiền, nên tôi đưa tiền cho cô ấy giữ. Từ ngày có bàn tay phụ nữ, tôi thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn. Tôi chỉ cầm ít tiền tiêu mọi ngày, còn những hạng mục khác cô ấy quản lý hết. Là người cầm kinh tế, nhưng mỗi khi chi tiêu gì, em đều thông báo và hỏi ý kiến tôn trọng quyết định của tôi. Anh có cảm thấy áp lực khi giờ đây trở thành người trụ cột của gia đình? Tôi nghĩ đàn ông cần có sự chủ động từ sớm trong việc làm ăn, để đảm bảo có đủ kinh tế lo cho gia đình và có cuộc sống ổn định hơn. Tôi có bổn phận đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống hai vợ chồng. Tôi nghĩ mình sẽ là người chồng tốt trong việc kiếm tiền lo cho gia đình của mình. Vậy phải chăng đã đến lúc có những dự tính có thêm thành viên trong gia đình? Có lẽ phải 2 năm nữa chúng tôi mới có kế hoạch sinh con. Công việc của hai vợ chồng còn lỡ dở nhiều thứ, nên tôi và Thúy Diễm muốn mọi thứ hoàn hảo hơn để con có điều kiện tận hưởng tiện nghi cuộc sống.
có thêm một thành viên mới đồng nghĩa tới việc tôi phải cân đối lại thời gian làm việc của mình, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Tôi thích có hai con, còn Thúy Diễm thích sinh nhiều. Ngày nào cô ấy cũng lưu ảnh trẻ con trên mạng về xong, khoe với tôi và vẽ ra viễn cảnh có những đứa con xinh xắn, đáng yêu như vậy. Cô ấy nói thích sinh nhiều con gái để làm điệu cho chúng, để chúng chơi với nhau cho có chị có em. Kế hoạch trong năm 2017 của anh là gì? Hiện tại tôi và vợ tham gia một số phim truyền hình cũng đã chiếm phần lớn thời gian của cả hai. Khi có thời gian rảnh, chúng tôi muốn dành cho nhau để vun đắp thêm tình cảm. Bên cạnh đó, vợ chồng tôi tự nhủ sẽ cùng nhau học hỏi, trau dồi diễn xuất tốt hơn nữa để không phụ lòng người hâm mộ.